Chào thầy và các bạn, em là Hứa Nhật Thuận, mã số sinh viên 17129005. Thì hôm nay em sẽ trình bày bài tập số 7 dùng LCD và hiển thị nội dung lên LCD. Dòng 1 là họ và tên và dòng 2 là đếm giờ phút giây. Thì đầu tiên em sẽ vẽ sơ đồ. Sơ đồ trên bộ test thì em sẽ lấy một con LCD 16 nhân 2 16 16 hàng 16 cột và 2 hàng. Thì đầu tiên em sẽ kết nối các chân dữ liệu từ bậc D các chân điều khiển RE, RS, RE, RS, RW và RE thì em sẽ nói vào bậc E. Rồi tiếp nữa chúng ta sẽ định nghĩa nó, define nó lại. Và RS thì em nói nó lên nguồn. Còn RSS là nói xuống ground. Vậy là xong. Và bên đây thì mình sử dụng một nút button ở trong Master Player, nút reset và một thạch anh 20m. Thì đầu tiên em sẽ mình bước 1 thì mình cũng khai báo biến, cách biến và định nghĩa các chân. Bước tới tiếp theo, bước 2 thì em sẽ viết một cái chương trình con về đếm thời gian. Thì bước 3 thì trong qua tru á, cái vòng lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì em sẽ cho nó hàng 1 đúng không, thì 21 á thì sẽ hiển thị tên và mã số sinh viên. Vì cái một cái LCD nó chỉ có 16 ô thôi nên tên của em thì em sẽ hiển thị là đó, em sẽ hiển thị tên thế này. Và còn cái bài 2 bài 2 thì em sẽ đếm giật giây, giờ, rồi phút, rồi giây thế này. Rồi sau đó em sẽ gọi chương trình con để thời gian ra. Thì các bước làm của em sẽ là như vậy. Thì và chương trình thì đầu tiên em thêm thư viện nè, thư viện 16x887, khai báo à, đây là thạch anh. Rồi tại vì cái này em sử dụng hết là bọc D, sử dụng hết bọc D nên là em sẽ khai báo nó là output LCD, output D cho bọc D hết. Và định nghĩa ba chân RS, RW và RE là RS E0, RW, E1 và RE là bên E2, và xem thư viện LCD vào. Nhớ là phải thêm thư viện LCD vào. Thì để đến thời gian thì em cho 3 biến giờ phút giây và gắn dây bằng 0. Rồi, đến chương trình con đếm thời gian. Thì chương trình con đếm thời gian thì đầu tiên em sẽ lưu đó là đầu tiên thì mình cho dây bằng 0 mà. Và nếu nó dây bằng 59, dây bằng 0, nếu mà dây bằng 59 thì mình làm gì, thì phút cộng cộng. Mà nếu mà phút bằng 59 thì đầu tiên là mình gán lại, gán phút
bằng 0. Chỗ này mình sẽ gắn đến dây mình không phải nè. Nếu 5 phút bằng 59 thì 5 phút bằng 0. Và rồi giờ cộng đó thì cái chương trình con đếm thời gian là như thế này. Chương trình con đếm thời gian sẽ như thế này. Thì tiếp theo là void main. Đây mình sẽ nói chỗ này. Thì đầu tiên á mình sẽ set trick bật dê thì là output hết nên là 0 và set trick bật e. Rồi khi mà mình thêm thư viện LCD, sử dụng thư viện LCD và muốn sử dụng được, mình phải khai báo thêm là LCD setup. Và trong LCD nó sẽ có hai lệnh, đó là LCD command và LCD data. Với LCD command là lệnh để điều khiển, còn lệnh LCD data là để xuất dữ liệu. Cái lệnh này mình ghi là LCD command là 0x80 á, là ở hàng 1, ở line 1. Và ở hàng 1 thì mình sẽ xuất ra tên của mình là như thế này. Và mình gọi chương trình con đến thời gian ở đây. Sau đó mình sẽ trong qua tru á, là mình lặp đi lặp lại á, mình sẽ cái này gọi là đặt cái giải thuật để mà hiện ra ở trên LCD. Thì LCD command 0x4 á, là nó sẽ ở vị trí ở đây, như ở đây, gần ở đây. Là mình sẽ cho giờ phút giây nằm chính giữa cái hàng số 2 và cách nhau bởi một cái khoảng trống. Thì LCD data là xuất dữ liệu đặt giờ lên này, hàng chục hàng đơn vị, và phải chuyển nó qua cái mã. Nên là mình sẽ cộng 0x30 hoặc là cộng 48 cũng được. Đó, phút và giây cũng vậy. Và sau đó thì mình gọi cái biến đến thời gian, cái hàm chương trình con đến thời gian ra. Và chương trình có thời gian đây mình nghĩ này. Rồi đầu tiên cho dây cộng cộng. Nếu mà dây bằng 59 thì dây gắn là bằng 0 và phút cộng cộng. Và nếu phút bằng 59 thì là phút bằng 0 và gắn giờ. Và nếu giờ bằng 24 thì reset giờ là bằng 0. Đấy. Rồi chương trình con như thế này. Đấy, thì mình cho giờ chạy nhanh như thế này. Nó lên 1 phút rồi này. Nếu mà chỗ này mình thêm dấu 2 chấm thì sao? Thì chắc là LCD data dấu 2 chấm. LCD data 2 chấm. Để xem. Xem nó sẽ lên giờ không.
Như coi nó bị lỗi gì. Đáng phúc bằng bằng 59 thì đáng phúc bằng không. Nếu giờ bằng không thì nó sẽ bị, nó bị lỗi chỗ này. Đáng phúc bằng bằng 59. Chỗ này mình nhầm rồi, nó phúc bằng bằng 59 này. Cái này là mình phải là 58 đúng. 58 phút 30 giây đi. Đó, được rồi. À, 59 là qua 1 giờ. Vậy là bài đến đây kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.